Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ASEAN gặp gỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và 10 nước ASEAN đang có cuộc gặp ở Honolulu, Hawaii, với trọng tâm là ứng phó với thiên tai và thảm họa. Trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc trước khi lên đường đến Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói chuyến đi châu Á-Thái Bình Dương này của ông khẳng định rất rõ ràng cam kết đối với các đồng minh trong khu vực. Hawaii là chặng dừng chân đầu tiên của ông Hagel trong chuyến đi kéo dài 10 ngày. Sau Hawaii, ông sẽ đến Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Ông nói chuyến công du này là cơ hội để Mỹ nói chuyện với các đối tác về các vấn đề như thách thức an ninh, hòa bình, thịnh vượng và tương lai khu vực. Ông nói, an ninh và ổn định là những nền tảng chính của thịnh vượng và phát triển kinh tế. Theo Lầu Năm Góc, thì trong khuôn khổ diễn đàn quốc phòng Mỹ và ASEAN, các vị bộ trưởng sẽ đến thăm các căn cứ quân sự của Mỹ và có cuộc đối thoại không chính thức. Tuy nhiên, nội dung chính sẽ là cuộc thảo luận bàn tròn về cứu trợ nhân đạo và phản ứng trước thảm họa do ông Hagel và tiến sĩ Rajiv Shah thuộc Cơ quan Điều hành Phát triển Quốc tế của Mỹ chủ trì. Ông Hagel nói, ông và những người đồng nhiệm ASEAN cũng sẽ nghiên cứu các bài học rút ra từ công việc tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm ngày 8 tháng 3.